Và em khẳng định luôn là cái cây Naga nha, nên cây gõ Naga mà anh em vừa xem, cái chắc gõ đây rất nhiều em luôn. Thì trước giờ xưởng em và trên khu vực này chưa ai xẻ được cái cây có nu như thế này. Nu Naga rất là hiếm. Ok, chào anh em là Duy, Đình Duy, chủ sòng gỗ Gia. Thưa anh em là trong quá trình mà làm việc đối với cây gỗ, dòng gỗ của châu Phi đây thì em đã từng thấy nu của cây gỗ cẩm, gỗ lim, gỗ hương rồi anh em ạ. Nhưng mà cây gỗ gõ Naga, dòng gõ mà gõ Naga anh em ạ, em trước giờ chưa giờ thấy nu của nó. Thì cái video đây em sẽ quay cho anh em xem cái quá trình mà anh em quét lót cái tấm bằng, cái bằng dài mà có nu này anh em ạ. Thì cái cây đây cũng vô tình xẻ thôi, nó cũng đã báo nu ra ngoài rồi, bởi vì nó có ba cái u nằm trên thân cây Naga rất là đặc biệt. Bởi vì là cái cây Naga trước giờ nó rất là suông, nó thẳng đục rồi anh em, chứ nó không có những cái bệnh nó không có những cái bệnh gồ ghề giống như một vài dòng gỗ lọ khác đấy. Thì như em cũng không ngờ là cái nu của nó bám sâu như vậy, nên em mới được có cái bàn, hai cái bàn gỗ nu như vậy. Thì mời anh em cùng xem. Và em còn xin khẳng định thêm, đây là những cái bàn nu độc nhất của dòng gỗ Naga mà trước giờ chưa từng có đâu anh em ạ. Bởi vì dòng Naga thì như em được biết là cái xưởng em và khu vực em chắc chỉ có xưởng bên xưởng em làm là nhiều nhất thôi anh em. Em khẳng định với anh em như vậy. Đấy, còn về vấn đề đẹp xấu thì tùy cảm nhận của mỗi anh em thôi. Tuy nhiên nó được cái là nó độc. Đấy, còn đẹp xấu thì tự anh em phân tích ạ. Ok, mời anh em cùng xem nhé. Ơi anh, đây là tấm Naga nu bên em nha anh em. Hiện tại anh em đang quét lót ạ. Anh em quét trước chỗ đây vì sợ nó nứt găm ra. Xí này em sẽ quay hết lại toàn cảnh cho anh em xem. Anh em đợi chút ạ. Trời sáng rồi. À, dạ em chào anh. Hiện tại hai tấm đây nha, tấm đây và tấm nu bên đây là nó liền nhau, cho nên là cái mặt nu đây là nó giống y chang như nhau đó nè, cùng một mạch cửa ra. Nhưng cái tấm đây nó nằm ở ngoài bìa trước tiên hơn, cho nên là nó úp lên cái tấm đây. Đấy. Mà mặt dưới của nó thì nó không còn nu anh em ạ. Mặt dưới nó bị mắc nu, nó ăn vô không được sâu lắm. Cho nên mới lật cái mặt, thông thường cái mặt đây sẽ là mặt đáy, mình mới lật cái mặt đáy đấy ra nên mình làm mặt nu. Cả ra được xả ra tinh lõi hết rồi anh em ạ.
qua Đồng Đại Lâu này. Cả buổi chiều luôn hả? Nước lót đầu tiên mình quét nó hơi đậm để cho cái sơn lót nó thấm sâu xuống gỗ nha anh em. Tương đối sâu. Anh em, sau khi sau mình sẽ nói thêm chút. Anh em thấy ba cái mặt đây, ba cái u đây, nó mới tạo ra một cái nu như thế này. Đấy, thì cái tấm đây nó ở ngoài bìa, nó nằm đè lên tấm đây và đi cùng một mặt cưa, cho nên là bong văng và những cái nu này của hai tấm đây nó sẽ tương đối giống như nhau. Đây là giống như nhau luôn anh em. Đấy. Tuy nhiên là cái mặt đây anh em, mặt đây nằm ở cái găng tâm này, để anh em nhìn cái vòng tròn này đó, thấy không? Cái vòng vân đó, nó đang đi theo hình tròn như này nè anh em, nó nhìn theo tay em không? Thấy tay em không? Đó, nó đi theo vòng tròn giống vậy. Cái nào thì là cái mặt đây là đi vô tâm. Tuy nhiên là do cái đây nó bám nu không được sâu, không được dày, cho nên mặt dưới nó không có nu, nên là bên em mới quyết định lấy cái mặt đây, mặt bìa ngoài đây để làm mặt nu. Do vậy mà cái cành phe nó như vậy đấy anh em. Cái đây là thuộc dòng gỗ Naga nha anh em. Khẳng định luôn, trước giờ cây Naga nếu mà anh em nào xem bên em làm rồi, xẻ vài cây rồi, thì sẽ thấy cái cây Naga thông thường nó sẽ thuôn và nó dài, nó không có u. Nó thuôn tròn và nó không có u nha anh em. Cho nên là những cái cây mà có nu như vậy nó rất là hiếm luôn. Đặc biệt là trước giờ trên em và khu vực trên em hầu như là chưa bao giờ xẻ được cái cây nào mà có nu như vậy. Khẳng định luôn với anh em là chưa bao giờ cây Naga, cây gỗ gõ Naga nha anh em, chưa giờ xẻ được nu như vậy. Đây để em sẽ quay cho anh em xem một cái tấm gỗ gõ Naga.
Thông thường nó đây nè, em sẽ quay một cái bộ cho anh em xem. Anh em đợi chút em quét cho anh em xem. Nó bụi á, bụi cho em quét ra phát là nó, anh em nhìn thấy nó khác biệt liền. Đây là bộ sập 2 tấm nha anh em. Đây là bộ sập 2 tấm gỗ Naga. Đó, 2 tấm ghép lại cho nên anh em thấy đường văn. Một văn, hai văn này. Đấy. Hai văn xoáy riêng biệt. Cho nên đây là gỗ Naga thì cũng vừa mới được. Vừa mới được phun lót thôi. Đó là gỗ nó màu đỏ đỏ. Tuy nhiên do cái nền này nó màu xanh lá cây cho nên nó làm cái tấm này nó cũng hơi xanh xanh luôn anh em. Đó. Ok. Anh em nhìn thấy rõ văn gỗ chưa? Giờ sẽ quay lại cái tấm hai tấm nu của mình ngoài kia cho anh em xem cho nó kỹ hơn. Bây giờ nó như vậy đó anh em, như vậy lúc mà hoàn thiện thì chắc chắn là nó rất là đẹp luôn. À, và em nói luôn, chợ lãng phí gỗ, và do là cái tấm chỗ đây nó hơi bị mỏng cho nên là bên em quyết định là đục vỏ và lấy lõi. Thì sau khi lấy lõi xong, nó không được như vậy đâu anh em, nó không được như vậy đâu. Thì bên em mới sử dụng một cái máy để nó có những cái răng cưa để cuốc tạo thành cái vảy, tạo thành cái vảy giống như vảy rồng vậy đó anh em, tạo thành cái vảy giống như vảy rồng vậy đó. Mai mốt này anh em sẽ xem nó sẽ đẹp hơn anh em, nó sẽ đẹp hơn và nó sẽ tương tự giống như cái vảy của cái cây cẩm chỗ đây này anh em. Đó, cái đây là hàng tự nhiên nha, những cái đây là hàng tự nhiên của cái cây cẩm đây nha. Đấy. Tự nhiên bên em dựa vào đó để tạo mẫu cho cái cẩm đây. Bây giờ em chỉ quay sơ sơ thôi, khi nào mà phun hoàn thiện hay sao đó, em thấy chỗ nào hay em sẽ quay kỹ hơn để anh em xem, anh em thấy được cái gỗ vừa mới quét lót và cái tấm gỗ, để anh em so sánh được cái tấm gỗ vừa mới quét lót và tấm gỗ sau khi được sơn lót tầm 4 nước là anh em thấy nó khác biệt, nó đẳng cấp nhau ở chỗ nào. Đây, cái nụ chỗ đây nhìn nó đẹp hơn bên kia rất là nhiều luôn này. Cùng một tấm nhưng mà là xem thấy ở bên kia nó bên tấm bên đây nó đẹp hơn bên kia, có lẽ là chắc là do đây nó ngoài bìa hơn nữa, nhưng mà cùng một mặt cưa mà thôi, chưa hiểu chỗ đây lắm đó anh em. Vậy nha anh em, em xin phép quay lại lần nữa cho anh em xem, em xin kết thúc cái video rồi. Cảm ơn anh em đã bất chút thời gian dài theo dõi cái video này của em, và em khẳng định luôn là cái cây Naga nha anh em, cây gõ Naga mà anh em vừa xem cái chắc gõ đây rất là thiệt em luôn. Thì trước giờ xưởng em và trên khu vực đây chưa ai xẻ được cái cây có nu như thế này. Nu Naga rất là hiếm. Ok, cảm ơn em, chào anh em ạ.